xin chào các quý vị khán giả theo dõi kênh kiến thức chuyên sâu nhé kể từ khi mà nga can thiệp quân sự vào ukraine thì tôi cũng đã làm rất nhiều video cảnh báo Liên minh Châu rằng họ đang hủy hoại nền kinh tế và sự thịnh vượng của những người dân nơi đây bằng chính các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu. Những người dân thì luôn được giới lãnh đạo của EU giải thích rằng đây là lời tuyên truyền từ những người Nga của đáng tội bởi vì chính giới lãnh đạo và truyền thông của phương Tây đã bốc phét quá đả với những người dân của mình rằng các lệnh trừng phạt của họ sẽ nhanh chóng khiến nền kinh tế của Nga sụp đổ. Yên tâm đi, đồng rub lúc này còn kém giá trị hơn cả tờ giấy và như chúng ta đã biết điều đó đã không xảy ra mà chớ trêu thay điều này Là đang ứng nghiệm với cả liên minh triều giới chính trị gia của phương tây lúc này chẳng khác nào như miệng đang ngậm một con ruồi có khổ mà không dám nói nếu thừa nhận thì chẳng khác nào như nói với người dân rằng toàn bộ chính sách trước đây của họ chẳng khác nào như một mớ rác thải tác dụng duy nhất của nó là đem vào lò và hóa kiếp để nhanh chóng biến mất khỏi nhân gian họ chẳng còn có nhiều lựa chọn ngoài việc đâm lao và vải theo lao chống nga và đẩy quá trình tự sát của Liên minh châu tới những người EU cuối cùng. Lúc này thì truyền thông của phương Tây cần đưa ra một kẻ chịu tội thay cho giới lãnh đạo của châu trước sự phản ứng tức giận từ người dân. Và bạn biết đấy, không ai khác xứng đáng hơn với cái tên Vladimir Putin. Một người phải chịu tất cả những gì đã và đang xảy ra đối với cả thế giới này, bao gồm cuộc chiến tranh xâm lược của ông ấy, cũng như những khủng hoảng kinh tế của các nước phương Tây. Tôi xin được nhắc lại rằng, không một ai bắt phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên những người Nga, điều này gây tổn hại cho chính họ và đặc biệt là các nước trong khối Liên minh châu Âu, nhiều hơn là họ gây hại cho những người Nga. Người ta có thể chỉ trích sự can thiệp của Nga vào Ukraine nhưng điều đó không thay đổi được một thực tế là những người Nga đã không đưa ra các biện pháp trừng phạt nơi mà hậu quả của việc này đang khiến cho toàn khối Liên minh châu Âu phải rên rỉ trong sự than vãn. Bạn có biết rằng có đến tận năm đường ống có khả năng bơm khí đốt giá rẻ của Nga sang châu Âu. Ba trong số này hiện đã bị đóng cửa, tất cả đều là những sáng kiến của Liên minh châu hoặc từ các nước phương Tây. Hai trong số những đường ống còn lại thì cung cấp khí đốt ít hơn nhiều so với mức có thể của nó. Tất nhiên, bạn cũng có thể lý do rằng hai đường ống này là do tổng thống Putin cố tình khóa van khí đốt tới châu, nhưng xin nhắc lại, người đầu tiên chủ trương khóa những đường ống dẫn khí đốt đến châu lại chính là châu lục này. Vì vậy, tình trạng thiếu khí đốt sẽ dẫn đến lạm phát, được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế Liên minh châu. Trong vài ngày qua thì có quá nhiều các tờ báo của truyền thông phương Tây đã xuất hiện và nhận xét về những dự báo bi quan cho nền kinh tế của châu lục này. Ví dụ như trên một tờ báo Đức Spiger đã có một tiêu đề rằng làn sóng phá sản đang đe dọa chúng ta. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều các cuộc gọi khẩn cấp tới từ các công ty khác nhau trên toàn bộ nước Đức. Đây không phải trò đùa, nó là một thực tế, một hồi chuông cảnh báo đến từ các hiệp hội ngành công nghiệp của Đức theo tờ báo này dẫn chứng thì các hiệp hội thủ công mỹ nghệ và hiệp hội doanh nhân gia đình tất cả đều đang cảnh báo về một làn sóng phá sản sắp xảy ra đối với cả họ. Renhow, chủ tịch hiệp hội doanh nhân gia đình đã trả lời trước truyền thông Đức rằng, có một làn sóng phá sản khổng lồ đang diễn ra ở đây và nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Tôi e rằng có hàng chục nghìn công việc sắp tới đang bị đe dọa. Mọi người biết đấy, Đức hiện đang có giá năng lượng cao nhất thế giới do các lệnh cấm khí đốt của họ lên những người Nga. Chúng ta cao gấp 8 lần so với ở Mỹ ngành công nghiệp của chúng tôi có thể làm được điều gì Các công ty của chúng tôi không còn có đủ sức chịu đựng nữa Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Gia đình đã nói đúng Bởi vì Đức thực sự đang có giá năng lượng cao nhất trên thế giới Giá cả ở đây đã cao đến cái mức mà chỉ sửa không thôi Người Đức cũng cảm thấy rét run về các hóa đơn năng lượng Chứ đừng nói gì đến tổn hại của nền kinh tế công nghiệp đã quá phát triển của Đức Vấn đề là đây không phải sự tổn thất trong ngắn hạn vì nếu như Thủ tướng Olaf Scholz không thể giải được bài toán khí đốt từ những người Nga, thì không có một công ty nào ở nước Đức có thể sản xuất được với giá cả này để bù đắp vào các chi phí. Bạn không thể nào bán ra được một sản phẩm mà bắt những người dân phải mua nó với giá trị gấp 10 lần so với cả trước đây. Nhưng nếu không bán được, thì cũng đồng nghĩa với nhiều công ty sẽ phải đóng cửa trong tương lai gần và cũng sẽ có rất nhiều người phải ra đường vì thất nghiệp. Lúc này, bạn có còn tự tin vào một nền kinh tế đứng đầu của Liên minh châu là nước Đức sẽ còn vững mạnh không ai có thể trả lời được điều này ngoài thủ tướng của Đức, là Olaf Scholz. Ông ấy đang nắm quyền điều hành đất nước và những gì ông ấy làm có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của quốc gia này. Tôi không biết rằng ông ấy nghĩ gì, chỉ biết rằng mới hôm qua thôi, thủ tướng Olaf Scholz đã lần đầu tiên gọi lại cho tổng thống Putin để thúc giục ông ấy rằng nước Nga nên rút quân khỏi Ukraine. Trên một tờ báo uy tín hàng đầu của Đức là Die Welt đã trích dẫn rằng Thủ tướng Olaf Scholz đã nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên sau nhiều tuần không liên lạc. Trong cuộc trò chuyện kéo dài hơn 90 phút này, thì Thủ tướng Đức mong rằng Nga sẽ sớm rút quân khỏi Ukraine và giải quyết các vấn đề theo biện pháp ngoại giao càng sớm càng tốt. Đồng thời, Scholz còn cảnh báo Putin rằng các hành động của Nga sẽ không thể đi đến hồi kết và sẽ không được công nhận trong bất cứ trường hợp nào. Sau đó, họ cũng nói thêm với nhau về tình hình nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Olaf không quên nhắn nhủ với Tổng thống Putin rằng quân đội của Nga nên làm mọi cách để có thể đảm bảo được an toàn cho nhà máy điện hạt nhân này. Một cuộc gọi khá là khó hiểu đến từ vị trí của Thủ tướng Đức Olaf Scholz chắc phải là tuyệt vọng lắm thì ông ấy mới có thể bỏ đi bộ mặt của mình để gọi cho Tổng thống Putin. Tôi rất là khó hiểu khi mà ông ấy mong muốn điều gì trong cuộc gọi này. Cầu xin Tổng thống Putin về cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra ở châu Âu hay là đe dọa những người Nga về cuộc xâm lược của họ tại Ukraine. Một cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo quốc gia theo tôi là thiết thực nhưng tôi nghĩ thủ tướng olaf không nên dùng một cái giọng trịnh thượng như vậy để nói với cả tổng thống putin bất kể là những người nga đúng hay sai trong cuộc tấn công của họ vào ukraine thì cũng chẳng ai thích thú với việc một lãnh đạo quốc gia khác chỉ trỏ và sai khiến mình phải làm như thế nào cả ông ấy dường như không phải đang muốn giúp nước đức mà theo tôi thấy hành động của ông ấy dường như càng muốn đẩy quốc gia này chìm sâu vào sự suy thoái cũng có thể là tôi sai, bởi vì theo tờ báo đức này trích dẫn có thể là giữ lại bộ mặt cho ông ấy. Đây là những gì họ muốn công bố cho chúng ta, còn cuộc nói chuyện thật sự giữa Olaf và Putin có lẽ nó sẽ theo một chiều hướng khác. Bởi tôi nghĩ rằng chẳng có một lý do gì mà tự nhiên Tổng thống Olaf lại gọi cho Putin và nói mấy câu đại loại ngớ ngẩn như thế vào lúc này. Các bạn đừng nói rằng tôi khịa ông ấy, hãy xem phản ứng từ những người dân Đức khi mà Thủ tướng Olaf Scholz gọi điện và nói nhăng nói quậy với Tổng thống Putin ra sao nhớ một tài khoản tên là Frank và bình luận mỉa mai. Chả, đó là những gì mà Stro đã nói với cả Putin sao? Vậy Putin có nói gì để đáp lại ông ấy không? Hay Putin lại đặt điện thoại xuống trong 90 phút để Olaf nói một mình? Trong khi một tài khoản khác có tên là Topper thì vào nhận định Họ đã công bố những gì mà Olaf Stro nói Nhưng tôi chẳng thấy họ công bố Tổng thống Putin nói gì cả Trong khi một tài khoản khác là Johanna thì vào bình luận Hãy để tôi nói cuộc gọi này như thế nào Stro hỏi Putin, thưa ông Vladimir, ông có thể rút quân khỏi Ukraine không? Và Putin đã trả lời rằng, được, tôi sẽ dừng lại, nhưng là dừng cuộc gọi. Vậy đấy, cả những người dân Đức cũng coi cuộc điện thoại của Thủ tướng Olaf Stro cho Tổng thống Putin chả khác nào như một câu chuyện hài nếu đúng theo những gì mà tờ báo này đã đưa tin. Tôi nghĩ rằng chắc chắn cuộc nói chuyện không chỉ có vậy. Đã có những điều gì đó thỏa thuận giữa Olaf Scholz và Tổng thống Putin, nơi mà họ không thể công bố với cả phương Tây bởi vì nhìn vào những tờ báo đức đăng ra mỗi ngày chúng ta cũng có thể thấy được một cuộc khủng hoảng đang diễn ra trầm trọng như thế nào nếu ông ấy không làm một điều gì đó rất nhiều các cảnh báo về sự sụp đổ sự suy thoái của nền kinh tế đức sẽ diễn ra tồi tệ như thế nào thật đáng tiếc là ủy ban liên minh châu dưới thời của ursula von der leyen cũng đã đóng góp không nhỏ vào sự suy thoái kinh tế của nơi đây chẳng phải họ đã từng mơ tưởng là có thể áp đặt được giá khí đốt từ những người nga may mắn thay tại châu lục này vẫn còn có một số ít những người thông minh họ đã nhanh chóng phủ quyết đề xuất này và cho đến giờ nó đã không được thông qua thay vào đó trong một cuộc họp vào hôm thứ tư vừa qua lại họp thì liên minh châu đã công bố những kế hoạch để có thể bảo vệ được người dân và doanh nghiệp của châu lục này khỏi giá năng lượng đang tăng chẳng khác nào như đang mọc sừng trên trán lại một loạt các biện pháp được đề xuất đưa ra bao gồm bỏ lợi nhuận thu được từ các công ty năng lượng hay như lại áp đặt thêm các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong toàn khối theo reuters cho biết thì các dự thảo của Ủy ban Châu cho thấy rằng Bruxelles đang có ý định bỏ qua lợi nhuận của các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu không khí để tăng tiền cho chi tiêu của chính phủ nhằm giúp người dân thanh toán các hóa đơn năng lượng đang leo thang. Các công ty năng lượng điện gió và các công ty năng lượng điện mặt trời sẽ phải đối mặt với việc giới hạn giá là 180 euro cho mỗi megawatt giờ dựa trên doanh thu mà họ nhận được để sản xuất điện. Như vậy có nghĩa là các chính phủ của Liên minh Châu sau đó sẽ thu hồi bất kỳ khoản tiền mặt dư thừa nào và sử dụng nó để hỗ trợ những người tiêu dùng theo như dự thảo. Điều này sẽ giới hạn doanh thu của các công ty năng lượng ở mức thấp hơn một nửa giá thị trường hiện tại. Đây là một hành động cực chẳng đã của Liên minh châu Âu. Họ không thể áp đặt được giá khí đốt từ những người Nga, nhưng họ có thể áp đặt được giá năng lượng từ chính các công ty trong nước của mình. Cũng theo đề xuất, thì họ còn yêu cầu các công ty dầu khí, than và lọc dầu sẽ phải đóng góp tới 33% lợi nhuận của họ. Vấn đề đây tất cả mới chỉ là đề xuất. Để mà các nước thuộc Liên minh châu Âu có thông qua điều này hay không, nó lại còn là một vấn đề khác. Xét cho cùng, đây quả thật là một giải pháp tạm thời có lợi cho những người dân thuộc Liên minh châu Âu. Nhưng nó lại không hề có lợi cho giới tài Việt cùng các tập đoàn tư bản thuộc Liên minh trong khối. Cuối cùng thì những đề xuất này có được thông qua hay không và được thông qua bao nhiêu có lẽ sẽ còn phải họp thêm nhiều lần nữa. Còn tất cả các bạn, các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhá. Còn bây giờ thì bye bye.